Vợ mình bảo đấy, cho cái tài khoản cháy, coi như đây sẽ là một cái thử thách với anh. Nếu mà anh làm được cái này thì em muốn gì cũng sẽ đồng ý. Ok. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh em Forex. Mình là Minh. Trong video này mình sẽ giới thiệu và mình sẽ chia sẻ với mọi người toàn bộ những cái bước là mình đã nhồi lệnh như thế nào để mình đánh cái tài khoản mình lên x4, x5 chỉ với cái phương pháp nhồi lệnh. Và một lần nữa mình nhắc lại mọi người là nhồi lệnh là một cái phương pháp nó rất là hiệu quả và nó rất là logic khi mà mọi người nghiên cứu, mà mọi người sử dụng cái phương pháp này nó đúng cách và nó đúng thời điểm. Nhưng nó sẽ là một con dao hai lưỡi, nó sẽ giết chết cái tài khoản bạn, nó sẽ rất là nhanh khi các bạn là trader mới và các bạn tham gia thị trường này. Nhưng không tìm hiểu về phương pháp này, không có một cái định hướng rõ ràng và không sử dụng cái phương pháp này đúng lúc đó, thì nên nhớ giúp mình cái điều đó. Và nó sẽ còn một cái điều nhỏ nhỏ nữa là lý do tại sao, cái động lực gì mà mình phải đánh cái tài khoản này lên x4, x5, nó đi ngược lại với toàn bộ những cái định hướng của mình từ trước đến nay, thì mình sẽ giải thích cho mọi người ở những cái phần tiếp theo của cái video này, được không ạ? Để bắt đầu thì như mọi người đã biết, mình là một trader đánh theo phương pháp an toàn và mình luôn đánh theo những cái phương pháp mà hạn chế bớt được cái rủi ro và sẽ vào lệnh khi mà nó sẽ có những cái tín hiệu nó xác nhận một cách nó trở nên nó rõ ràng hơn. Nhưng có những cái thời điểm mình cảm thấy là cái việc nhồi lệnh của mình nó sẽ đem lại cái lợi nhuận của mình nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình chỉ đánh một cái lệnh duy nhất đó. Thì trong cái video tuần trước của mình, cái video trước về nhồi lệnh khi mà chúng ta đi đúng xu hướng, thì mình đã chỉ cho mọi người được là những cái điểm gì khi mọi người cần làm đi đúng xu hướng, đó là chúng ta sẽ vào lệnh như thế nào, vào lệnh lúc nào, và chúng ta sẽ có những cái rủi ro cũng như có những ưu điểm và những cái nhược điểm khi chúng ta nhồi lệnh nó đi đúng xu hướng nó sẽ là như thế nào. Và tất cả những cái cách đó nó không phải là một cái vấn đề rất là lớn khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp này nó sai, mà nó sẽ trở thành một cái đòn bẩy giúp chúng ta đánh cái lệnh này nó đúng và có cái lợi nhuận cao hơn rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ phân tích vào một cái trường hợp thực tế của mình. Mình đã post ở trên nhóm M4X Private Signal của mình. Thì để mình tìm lại, thì đấy mình nhớ là đâu đó vào ngày khoảng cuối tháng 7. Và mình chỉ chia sẻ cái case, tức là cái trường hợp mà mình đã làm rồi, mình đã có kết quả cho mọi người, thì mình sẽ xem ở đây. Và M4X của mình nó vẫn đang đi đúng theo cái định hướng của mình ở thời điểm hiện tại đó, thì nó không phải một kênh giống như những kênh khác, nó chỉ là kênh bắn tín hiệu thường lệ. Ví dụ như là kiểu mua vàng đi, xong mọi người bảo ok mua. Nhưng mà thực ra ở đây mình đã có những cái định hướng khác mà mình muốn là nó sẽ có những cái về đào tạo và những cái về chia sẻ kiến thức nó nhiều hơn. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, cái đích đến của mình thì vẫn luôn muốn là mọi người có kiến thức và mọi người chủ động trong giao dịch. Kể cả sau này, mình nhắc lại là kể cả sau này mọi người không còn cần đến M4X nữa, hay là mọi người sẽ không còn cần sử dụng đến những cái tín hiệu của M4X để tham khảo nữa, thì cái điều đó thực ra mới điều mình sẽ vui hơn rất là nhiều. Bởi vì rõ ràng mọi người chủ động đánh được rồi, và mọi người biết được là lúc nào nên vào lệnh và lúc nào nên chốt lệnh, lúc nào nên chốt lỗ, lúc nào nên chốt lời đó. Đấy mới là cái niềm vui nhất của mình, chứ không phải là cái việc mà mọi người vào được càng nhiều lệnh càng tốt. Và nên nhớ một lần nữa đó là ở M4X chúng mình đi khác với những cái chỗ còn lại. M4X muốn các bạn đi lệnh nó càng nhỏ càng tốt, và đi lệnh nó càng thưa càng tốt, chứ không phải muốn các bạn đi vào lệnh 5 lot, 7 lot chỉ với tài khoản khoảng 1.000 đô hoặc là 2.000 đô. Thì đấy là cái điều mình không muốn. Mình muốn mọi người đánh an toàn và nó có lợi nhuận. Thì chúng ta sẽ thử tour về cái ngày hôm đó, ngày cuối tháng 7 thì phải. Nhớ là ngày 31 tháng 7. Đây là cái trường hợp mà mình đang muốn nói đến, cái trường hợp nhồi lệnh của mình. Thì đây là cái tài khoản, đây mọi người có thể nhìn ở trên màn hình, thì mọi người có thể thấy được là cái số dư ở thời điểm này nó hiện lên là 91,02 đô đó, cái số dư ở thời điểm mình vào lệnh. Và những cái lệnh mình đánh thì sẽ được hiện ở đây 2 đô, 3 đô gì đó, và cái lợi nhuận của mình là 72 đô. Thì 91 mà trừ đi 72 thì đâu đấy cái tài khoản này mình nhớ lúc này nó chỉ còn khoảng 17-18 đô thôi. Thì đây là cái lý do tại sao mình phải đánh x4, x5 cái tài khoản đấy, thì mọi người có thể nhìn ở dưới đây. Tài khoản này là của vợ mình, và bạn ấy đánh thì nó cũng gần cháy rồi, và vợ mình bảo đấy, cho cái tài khoản cháy, coi như đây sẽ là một cái thử thách với anh. Nếu mà anh làm được cái này thì em muốn gì cũng sẽ đồng ý. Ok. Thì cuối cùng là mình đã làm và mình chứng minh cho vợ mình thấy là mình đã làm được. Và đừng nên thử thách một cái trader đã có kinh nghiệm lâu năm ở trên thị trường như mình. Mình làm được x4, x5 không phải là chuyện không thể. Nếu mà vợ mình xem clip này hãy nhớ cái điều này nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ phân tích cho mọi người ở trên thực tế là tại sao ở đây mình lại nhồi lệnh con gờ cạp như thế này, để cho mọi người thấy được là nếu cái quan điểm giữa một cái trader mà nghiệp dư với một cái trader chuyên nghiệp nó sẽ khác nhau như thế nào. Mình sẽ nhìn ở ngay trên chart. Đây là cái chart của con gờ cạp mình bấm cho chart ngày.
Và ở đây mình đã có đánh dấu cái đường thẳng này rồi, nó sẽ là một cái đường đây mình sẽ highlight lên cho mọi người dễ nhìn. Thì đây là cái đường nó sẽ đánh dấu cây nến ngày mở đầu ngày 31 tháng 7, tức là cái thời điểm mình vào lệnh. Thì mình sẽ vào những khung thời gian nhỏ hơn cho mọi người thấy. Nhưng trước hết, đó là điều mình muốn nhắc lại mọi người là gì? Mình đánh giá rất là cao những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng kháng cự ở những cái khung thời gian lớn, ví dụ 01D, mình đánh giá đấy là những cái vùng kháng cự rất là chắc. Thế nên trong cái quan điểm giao dịch của mình và trong cái hệ thống giao dịch của mình, cái hỗ trợ kháng cự nó là cái gì rất là đơn giản, nhưng không bao giờ mình bỏ qua những cái đó. Và ở đây mình đã vẽ được những cái đường hỗ trợ, những cái kháng cự ở đây. Và bởi vì sao nó là kháng cự? Bởi vì đây nó là những cái điểm đỉnh cũ, nó chạm vào đây và nó đã có những cái sự phản ứng về giá rất là mạnh. Và nó chạm vào đây, nó phản ứng rất là nhiều lần. Nếu mọi người còn đang lăn tăn về như nào để tìm được cái điểm hỗ trợ và điểm kháng cự cứng, thì mọi người hãy xem cái video của mình ở trên màn hình là tìm cái điểm hỗ trợ và kháng cự như thế nào cho nó an toàn nhất và hiệu quả nhất, được không ạ? Và mình đã vẽ sẵn ở đây cái điểm kháng cự ở đây để mình chứng minh cho mọi người thấy một cái điều là gì. Mình sẽ tua lại. Đây là cái thời điểm mà nến nó chạy ngày 29, mình sẽ bật thêm một cái nến nữa là nến ngày 30. Thì ở đây là cái sai lầm đầu tiên giữa cái trader chuyên nghiệp và cái trader nghiệp dư, đó là gì? Đối với cái trader nghiệp dư thì ở cái giai đoạn này mình nghĩ là sẽ phải đến 60-70% các bạn sẽ FOMO rất là nhiều, bởi vì trước đó nó là một cái cây nến xanh của những ngày tăng rất là mạnh. Thì các bạn sẽ dự đoán là sau một cái cây nến xanh tăng mạnh này thì khả năng ngày sau sẽ tăng rất là nhiều. Nhưng các bạn đã quên mất là nó đang gần chạm đến cái vùng kháng cự rồi. Và cái vùng này là cái vùng săn mồi của mình. Mình sẽ mở canh để mình mở cái lệnh sell ở đây chứ không phải mình buy. Đó. Thì mình đã án chắc được là ở đây mình sẽ có hai cái khoảng này để mình mở cái lệnh sell của mình, đúng không ạ? Đó. Sau đấy mình sẽ vào cái khung 1 giờ để cho mọi người thấy được là tất cả những cái diễn biến ở trong cái khoảng thời gian nó sẽ như thế nào. Mình sẽ mở lại ở trong cái chat 1 giờ. Đây là 3 giờ ngày 31 này. Đó. Thì giá nó đang càng gần lên, nó bắt đầu đang tiệm cận lên được cái vùng đỉnh của mình. Và mình sẽ bắt đầu để giá nó chạy. Thì mình sẽ đợi để giá nó bắt đầu lên cái vùng đỉnh này. Thì mình sẽ mở cái lệnh sell đầu tiên của mình. Mình sẽ mở cái lệnh sell của mình sẽ đánh dấu vào đây. Mình sẽ đánh dấu vào đây bằng những cái đường kẻ chấm chấm này. Và nên nhớ chúng ta sẽ luôn sử dụng những cái chỉ báo chúng ta đang có. Ở đây mình sẽ sử dụng những cái chỉ báo của mình là MACD, RSI, CCI và CMF. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được cái điều gì đấy là MACD có đang, nó có khả năng sẽ cắt xuống. RSI ở đây nó đang ở trạng thái nó quá mua rất là nhiều. Và CCI ở đây nó đang có khả năng sẽ chồng lên. Mình sẽ đợi những cái đường này nó cắm xuống và nó cắt xuống thì mình sẽ mở cái lệnh để mình bán. Nhưng ở đây mình đã đánh dấu trước một cái điểm ở đây cho mọi người, đó là gì? Là cái đường CMF. Nếu mọi người chưa xem CMF thì nhắc lại, CMF này công cụ giúp chúng ta tìm ra được cái dấu vết, những cái tay chơi lớn giúp chúng ta biết được là khi nào giá nó đang được gom hàng, khi nào giá nó có dấu hiệu đang xả hàng. Và mình sẽ cho mọi người thấy cái dấu hiệu CMF nó sẽ đứng trước những cái RSI, CCI và MACD như thế nào. Giá bắt đầu đi lên tiếp. Và mình lại tiếp tục mình mở thêm những cái lệnh sell của mình khi giá nó lên đến vùng này, bởi vì nó vẫn đang ở trong cái range sell của mình, nên nó chưa có gì nó thay đổi cả, trừ khi nó phá qua đoạn này rất là mạnh thì mình mới cân nhắc lại cái sell của mình. Đó, giá vẫn tiếp tục đi lên, đúng không ạ? Và nó có một lần nó đi test lại về cái đường MA, ok, lên nữa mình sẽ sell tiếp thêm cái nữa. Đó, mình vẫn đang sell lên nữa, đúng không? Đây là sẽ là cái nhịp nếu mà chúng ta đánh ở những cái khung thời gian ngắn. Ví dụ khung thời gian 15M chúng ta sẽ bị bullcharp ở đây. Chúng sẽ bullcharp bằng một cái nến xanh rất là to ở trong cái khung thời gian ngắn. Đó. Thế rồi mình cũng vào những khung thời gian ngắn để mình check lại. Đó, những cái nến xanh này mình chắc chắn là sẽ có những người sẽ lại đu theo những cái nến này. Nhưng không, mình sẽ sell ở đây. Đó. Và đây là cái thời điểm mà mình nhận thấy là giá đi lên, đúng không? Nhưng mà MACD đi xuống này, RSI đi xuống này, CCI bắt đầu cụt xuống. Và trên nữa đấy là gì? Cái CMF này nó thể hiện cho là cái giá nó đã bị có cái dấu hiệu xả từ trước đó rất là lâu rồi. Đó, mình sẽ bật cái H1 cho mọi người xem. Như mọi người thấy đây, H1 bắt đầu xuất hiện một cái nến đỏ rất là dài, thì lúc đấy cái MACD đấy bắt đầu dấu hiệu nó cắt xuống rồi. RSI ở đây nó cắt xuống rồi. CCI ở đây nó cũng gập xuống rồi. Nhưng ở đây mọi người thấy là cái CMF ở đây này, tức cái dòng tiền và cái khối lượng giao dịch của nó đã có cái tín hiệu nó xả ở trước đây rất là nhiều rồi. Đó. Thế nên đây sẽ là một cái mẹo của mình vẫn đang sử dụng để giao dịch, để biết được là khi nào giá nó đang xả. Đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta sẽ để cho giá nó chạy tiếp. Đó.
giá vẫn tiếp tục chạy, và cái lệnh này thay vì chúng ta chỉ mở một cái lệnh sell thì nó ăn được đâu đấy khoảng 30, 40, thậm chí 50 pip ở trên bình thường. Nhưng nếu mọi người nhìn cái bảng lệnh mình, nó phải lên đến 8 lệnh, 9 lệnh, mình nhớ không nhầm là khoảng 9 hay là 12 lệnh gì đó, 9 lệnh mà nhân với cái mức lãi khoảng từ 30 đến 50 pip trong một lệnh, mình tính trung bình là 40 thì 94 bao nhiêu? 94, 56, 560 pip cho một cái lệnh sell này, đúng không? Mình thấy không phải là tệ. Đó là lý do tại sao tài khoản của mình nó ích được nhanh như thế. Và cái quan điểm của mình là gì? Mình vẫn là một người trader an toàn. Thế nên là với mình cái mức lợi nhuận như thế nó khá là ok rồi, và mình sẽ take profit của mình ở đó. Chứ mình không tiếp tục mình gồng thêm. Cái này là cái khác nhau giữa người chuyên nghiệp và cái người nghiệp dư đó. Nếu mà các bạn nghiệp dư, các bạn có một lệnh thì các bạn có thể gồng thêm. Nhưng mình là người chuyên nghiệp, mình có nhiều lệnh và mỗi lệnh của mình đủ cái target tổng của mình rồi. Khoảng 500 pip rồi thì mình đến cái chỗ này mình có thể mình take profit được rồi, mình không cần thiết mình gồng thêm nữa. Và cái thời gian đấy mình làm thì mình sẽ dành cái việc khác đó. Thì các bạn thấy đến những cái lúc này thì cái RSI, MACD nó mới phản ứng chậm hơn rất là nhiều so với cái CMF. Thì cái CMF là cái công cụ để giúp chúng ta truy dấu ra cái dấu vết của những cái đợt gom hàng và những cái đợt xả hàng rất là mạnh và rất là nhanh đó. Thì kết quả cuối cùng là giá nó vẫn đi lên, đúng không? Nhưng mình là một cái người mình biết được là lên ở trên đấy nó vẫn là ở trong một cái vùng sell, và cái khả năng của mình sell ở đó nó vẫn win được, nó rất là cao. Mình sẽ bật lại nguyên cái chart cho mọi người dễ nhìn để bỏ hết những cái chỉ báo đi. Đó, đúng không ạ? Hai cái đường này là hai cái range sell của mình. Mình sẽ để cho nó highlight, cho nó đậm lên. Đó, đúng không ạ? Và những cái đường gạch là những cái đường mà mình mở cái entry để mình sell. Còn những cái đường liền là những cái vùng mà mình cho đó sẽ là vùng kháng cự, giá nó có thể chạm nó sẽ bật xuống. Đó. Và các bạn để thấy được là cái nến xanh nó đóng, nó rút dâu ở trên đó nhưng cuối cùng nó vẫn đóng ở dưới cái vùng kháng cự đó, thì nó sẽ chỉ một cái pha nó bull trap để nó kin những cái lệnh buy các bạn thôi, kin những cái lệnh sell các bạn thôi, còn thực ra là nó sẽ cuối cùng nó sẽ đổi sang lệnh sell. Và ngay sau đấy nó có một cái nến nhấn xìn giảm ở đây, thì nếu mà lúc này ai mà gồng thêm thì có thể gồng thêm được, nhưng với mình trong trường hợp nó đã quá là đủ rồi đó. Thì đây là một cái trường hợp mà mình phân tích thực tế cho mọi người biết được toàn bộ cái diễn biến của mình, là mình nhận định thị trường nó từ những khung thời gian lớn nó như thế nào, xong sau đó là khi mà giá nó chuyển động ở những cái khung thời gian nhỏ thì mình sẽ có những cái phản ứng như thế nào. Và nên nhớ, đây là những cái gì mình đã đánh và mình đã có kết quả rồi, và mình đã backtest được cho các bạn trên thực tế. Chứ mình không muốn các bạn bảo là ok, có thể là cái lệnh đấy là mình ăn may rồi, bây giờ giá nó chạy xong rồi thì mình nói thế nào cũng được đó, đúng không? Rõ ràng mình đã phân tích cho bạn là tỉ mỉ những cái lý do là tại sao mình sell đó, vì nó có vùng kháng cự cùng ngày. Tại sao mình lại sell tiếp? Bởi vì nó vẫn đang ở trong cái plan sell của mình, và cái chỉ báo CMF nó giúp mình biết được cái dấu hiệu xả hàng nó diễn ra từ nó rất là sớm. Bên cạnh đó nó sẽ có những cái chỉ báo nó xác nhận giúp mình ở sau đấy một cách chắc chắn hơn, như RSI, MACD, CCI, nó giúp mình xác nhận được cái đó rất là nhiều rồi. Đó. Thì mình rất hy vọng là những cái video phân tích thực tế của mình như thế này sẽ giúp cho mọi người hiểu được thêm là tại sao ở trên channel có những cái signal mình lại ra như thế, và có những cái signal là có thể mọi người nhận thấy là nó chưa đến cái điểm buy hoặc đến điểm sell, mình đã tìm ra được những điểm buy, điểm sell rồi, đúng không? Thì mình nghĩ là với những cái video này là mình sẽ giúp cho mọi người hiểu được thêm về cách đánh của người trader chuyên nghiệp như thế nào, cách phân tích thị trường như thế nào, nhìn nhận thị trường nào, và hơn nữa là cách tránh bị market nó lừa chúng ta như thế nào đó, đúng không? Còn mình ở Mforex, mình vẫn muốn là mọi người nên kiềm chế bớt cái lòng tham mọi người đi và đừng có tham. Thì mình nghĩ là nhồi lệnh thì mọi người nên áp dụng một cách nó đúng đắn, một cách hiệu quả, chứ đừng tham quá thì nó sẽ dẫn thành cái hình thức đánh bạc, nó sẽ đánh bay tài khoản bạn rất là nhanh. Nên nhớ đây là cái video mình phân tích cái trường hợp mà mình đánh nhồi lệnh khi nó đi đúng xu hướng. Còn sẽ có những cái video mình sẽ phân tích thực chiến những cái lệnh mà mình đánh nhồi lệnh khi nó đi ngược xu hướng. Và rất mong mọi người sẽ đón xem những cái video đấy của mình ở những cái tập tiếp theo, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và mình hy vọng rất là nhiều là Mforex đã giúp cho các bạn có những kiến thức giao dịch rất là tốt và có thêm những cái trải nghiệm mới trên thị trường mà hiện tại chưa một nơi nào có thể giúp bạn có những trải nghiệm đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.